Đối tượng dùng súng AK cướp tiệm vàng ở Thừa Thiên Huế bị bắt. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của Báo Vietnamnet. Sau hơn 1 giờ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, nghi phạm cầm theo súng AK chạy về hướng cầu Gia Hội đã bị lực lượng công an bắt giữ. Nguồn tin của Vietnamnet lúc 14 giờ 15 phút chiều nay cho biết, công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tiệm vàng ở chợ Đông Ba, thành phố Huế. Danh tính nghi phạm chưa được cơ quan chức năng công bố. Thời điểm gây án, ngoài mang súng AK, đối tượng còn khoác trên người bộ đồng phục giống công an. Chị Hoàng TP, một người dân có mặt tại hiện trường vụ việc cho biết, khoảng 12 giờ 45 phút trưa nay, chị và nhiều người dân trên tuyến đường Trần Hưng Đạo hốt hoảng khi nghe hai tiếng súng phát ra từ tiệm vàng Thái Lợi và Hoàng Đức trước cổng chợ Đông Ba. Ngay sau tiếng súng, một người đàn ông mang đồ giống công an, cầm trên tay khẩu súng AK và nhiều túi nghi đựng vàng chạy ra khỏi tiệm, ra đến đường Trần Hưng Đạo. Đối tượng vứt những túi này xuống đường rồi cầm súng chạy thoát theo hướng cầu Gia Hội, chị P cho biết. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe bọc thép đến hiện trường. Đoạn dài đường Trần Hưng Đạo cũng bị phong tỏa để truy bắt nghi phạm. Khoảng 13 giờ 45 phút, có tiếng súng vang lên ngay khu vực cầu Gia Hội, khiến người dân hoảng loạn. Lực lượng chức năng yêu cầu người dân đóng cửa, không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Một lãnh đạo công an thành phố Huế cho biết, đối tượng bị bắt giữ tại khu vực công viên dưới chân cầu Gia Hội sau hơn 1 giờ gây án. Thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm cởi trần, có dấu hiệu bị ngáo đá,